Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Lâm Huy. Trong video này thì Shop sẽ test thực tế cho anh em mẫu bơm máy mới nhất 2023, mẫu Pulin mới ra anh em nhé. Mẫu này thì siêu khỏe, siêu bền cho anh em rồi. Shop sẽ test thực tế cho anh em để anh em có thể đánh giá được cái chất lượng của cái mẫu bơm máy mới nhất 2023 này. Shop sẽ test với bộ hơi van bình anh em nhé. Đấy, để anh em có thể biết rõ được về cái bơm máy này. Về cái giới thiệu chi tiết về bơm máy cũng như là cách lắp bơm thì shop cũng đã có video hướng dẫn anh em rồi. Anh em có thể lên kênh của shop để theo dõi anh em nhé. Trong video này thì shop sẽ đi sâu vào cái việc là test bơm. Đấy, để anh em có thể nắm rõ được cái độ khỏe này, độ nhanh này, độ bền của mẫu bơm máy Pulin này. Đấy, mẫu bơm máy này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V anh em nhé. Sử dụng nguồn điện 220V và công suất của nó là 1800W. Ok, anh em sử dụng bộ lọc của cái bơm máy này là sử dụng lọc nước anh em nhé. Đấy, anh em muốn cho cái hệ thống lọc nước này nó hoạt động tốt hơn thì anh em cho thêm mấy cục đá vào đây. Đấy, nước nó càng lạnh thì cái độ làm mát của nó càng ok. Rồi, chúng ta sẽ chúng ta sẽ cắm cái dây bơm. Dây bơm này là dây bơm lọc ẩm to anh em nhé. Lọc ẩm to. Nó sẽ hạn chế được cái tối đa lượng hơi nước vào trong bơm cũng như là van bình của mình. Đấy, chúng ta sẽ đi vào test luôn đối với cái mẫu bơm máy này. Ok, đầu tiên thì anh em lưu ý cho shop này. Ở phía sau này thì nó sẽ có một cái van xả hơi. Đấy thì anh em lưu ý là khi mà anh em bật máy lên thì anh em mới xoáy cái van xả này vào. Còn khi nào mà anh em muốn tắt máy thì anh em xả hết hơi của cái van xả này đi. Thì anh em mới tắt máy. Anh em lưu ý cho shop nhé. Và sau đây thì shop sẽ test trực tiếp cho anh em mẫu bơm máy Pulin. Nhiệt độ đang ở là 26 độ. Đấy, 26 độ nhé. Thì shop sẽ test tới khoảng 50 đến 60 độ cho anh em để anh em xem là nó sẽ lên được bao nhiêu cân và trong khoảng thời gian bao lâu. Ok. Đó, đồng hồ bơm nó lên rồi anh em nhé. Đồng hồ bơm đang hoạt động bình thường này. Bảng nhiệt độ đây anh em nhé. Đấy, hệ thống nước làm mát bằng nước lọc của nó rồi hoạt động rất là tốt này. Đồng hồ hơi đang lên rất là nhanh. Bơm này thì siêu nhanh siêu khỏe cho anh em. Đấy, nhiệt độ nó đang lên này. Đó, được hơn 100 cân rồi anh em nhé. Bơm rất là nhanh. Đã, bơm được lên 150 rồi này. Đây, nhiệt độ cũng gần 50 độ rồi. Ta sẽ bơm được khoảng hơn 50 độ. Máy bơm rất là nhanh luôn. Đây. Gần 200 này. Được 200 cân rồi anh em nhé. 56 độ. Ok. Đấy, chúng ta chỉ bơm khoảng độ hơn 50 độ. Đấy, là chúng ta dừng nhá để cho máy nó nghỉ. Đây, khi mà anh em tắt máy đi thì hệ thống là nước làm mát nó vẫn sẽ hoạt động để cho nó giảm cái nhiệt độ của cái máy của mình. Đấy, nhiệt độ nó cũng sẽ xuống rất là nhanh. Anh em trở về khoảng 20 mấy độ thì anh em lại bơm tiếp.
Đây. Đồng hồ hơi đây nhanh anh em nhá. 200 cân. Rất là nhanh, siêu khỏe luôn cho anh em rồi. Đây đồng hồ áp này. Cực kỳ nhanh. Đấy. Phút mốt là anh em đã bơm được 200 cân. Đấy, 300 cân thì anh em bơm làm 2 lần anh em nhá. Đấy, nhiệt độ của nó thì tầm hơn 50 độ thì anh em cho nó dừng lại để cho máy nó nghỉ. Sau đó thì anh em bơm tiếp. Đấy, chỉ trong 2 lần bơm thôi anh em bơm 300 cân. Cực nhanh, cực khỏe luôn cho anh em. Đấy, anh em bơm tay thì bơm 100 cân là anh em đã bở hơi tai rồi. Nên là dùng bơm máy này thì anh em có điều kiện thì anh em đầu tư một cái bơm máy này thì bơm nó rất là nhàn, cực kỳ nhanh. Ok, bơm máy Pulling này thì shop đang bán với giá là 3 triệu 2. Đấy, mẫu mới nhất 2023, rất là rẻ, nó rẻ so với các cái mẫu bơm khác. Mẫu bơm này thì nó mới ra của năm 2023 và có rất là nhiều sự cải tiến so với các cái mẫu bơm khác. Đặc biệt là nó rất là khỏe và bền cho anh em. Ok. Anh em yêu thích video thì cho Shop xin một like và đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo. Shop sẽ còn rất là nhiều những chương trình khuyến mại giảm giá, thanh lý, xả kho để anh em theo dõi kênh của Shop để có thể nhận cho mình những cơ hội và những ưu đãi mà Shop dành cho anh em trong tương lai. Cảm ơn anh em rất nhiều.